Xin chào các bạn, mình đang có mặt tại một trong những biểu tượng vĩ đại của Đà Nẵng, đó chính là Cầu Rồng. Với những du khách đến đây vào các buổi tối thì họ sẽ được quan sát một màn biểu diễn ánh sáng và âm thanh rực rỡ kết hợp với những cơn phun lửa và phun nước đầy mê hoặc. Cảm giác đứng dưới gần cây cầu chờ đợi những tiếng hò reo cùng ánh đèn chớp sáng thật sự là một trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời. Trong video này các bạn sẽ thấy rõ hơn những khả năng kỹ thuật đặc biệt của Cầu Rồng và cũng là dịp để cảm nhận sức sống sôi động, sức mạnh và sự thăng hoa của Cầu Rồng Đà Nẵng. Các buổi biểu diễn thường xuyên diễn ra vào các đêm cuối tuần và ngày lễ, thu hút người dân địa phương cũng như du khách từ khắp nơi đến thưởng thức. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút về lịch sử và thiết kế của công trình này. Cầu Rồng được khởi công xây dựng vào năm 2009 và hoàn thành vào năm 2013 với chiều dài khoảng 666m, nối liền bờ sông Hàn và khu vực bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng. Điểm nổi bật nhất của cây cầu chính là thiết kế hình dáng con rồng, một trong những biểu tượng văn hóa quan trọng của Việt Nam, đồng thời cũng là biểu tượng của quyền lực, sức mạnh và sự thịnh vượng trong văn hóa Á Đông. Thiết kế của cầu rồng không chỉ đơn thuần là một cây cầu để giao thông qua lại mà còn mang tính nghệ thuật cao. Cầu được làm bằng thép và bê tông với khung kết cấu vững chắc để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hiện đại. Những đường cong mềm mại và những chi tiết tinh xảo trên cầu sẽ tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tự nhiên và sự sáng tạo của con người. Điều này đã biến Cầu Rồng thành một trong những điểm đến hấp dẫn không chỉ với du khách mà còn là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Ngoài ra thì Cầu Rồng Đà Nẵng cũng có những tính năng vô cùng đặc biệt và độc đáo. Điều đầu tiên không thể bỏ qua chính là khả năng biểu diễn các màn phun lửa, phun nước thật ấn tượng như các bạn đang xem ở video này. Đấy. Cầu Rồng được trang bị hệ thống công nghệ hiện đại cho phép điều khiển các hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, phun lửa và phun nước một cách linh hoạt và chính xác. Những màn biểu diễn này không chỉ tạo ra cho chúng ta những cảm xúc mạnh mẽ mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và khó có thể nào quên khi đến thăm Đà Nẵng. Bên cạnh đó thì Cầu Rồng còn là một trong những công trình có thể nâng lên để cho tàu qua lại. Đấy, điều này làm cho cầu không chỉ là một phần của hệ thống giao thông mà còn là một biểu tượng thể hiện sự tiến bộ kỹ thuật và sự phát triển của Đà Nẵng. Cùng với đó, thiết kế của Cầu Rồng cũng đã được kiến trúc sư và kỹ sư chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, từ đường nét của con rồng đến cấu trúc chắc chắn của cây cầu. Điều này không chỉ làm cho Cầu Rồng trở thành một biểu tượng về mặt nghệ thuật mà còn khẳng định vai trò quan trọng của nó trong cảnh quan đô thị của Đà Nẵng. Các tính năng đặc biệt này đã làm nên sức hút đặc biệt của Cầu Rồng, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm đến khám phá và chiêm ngưỡng. Cầu Rồng không chỉ thu hút khách du lịch mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và du lịch của thành phố. Những hoạt động và sự kiện tại đây không chỉ là điểm đến mà còn là một phần của cuộc sống và di sản văn hóa Đà Nẵng. Hy vọng rằng các bạn sẽ có cơ hội khám phá và tận hưởng những trải nghiệm đặc biệt tại Cầu Rồng Đà Nẵng trong những chuyến du lịch sắp tới. Hãy để lại cho mình những cảm nhận và ấn tượng của các bạn sau khi đến thăm địa điểm này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo về những điểm đến thú vị khác trên khắp Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.